Qua rà soát đánh giá, hiện nay huyện Ngọc Hồi còn hơn 480 hộ nghèo, trong đó hơn 180 hộ nằm trong diện không có khả năng thoát nghèo, chiếm khoảng 40% tổng số hộ nghèo của huyện. Đây là những hộ già dạ yếu, nghèo đơn, ốm đau, không có khả năng lao động, không có đất sản xuất. Để trợ giúp các hộ nâng cao mức sống, tăng nguồn thu nhập, huyện Nguyễn Ngọc Hồi tăng cường công tác lãnh chỉ đạo và triển khai các giải pháp cụ thể, đồng hành, chia sẻ khó khăn với những gia đình nghèo cùng với đề xuất cấp các thẩm quyền triển khai cơ chế đặc thù với đối tượng hộ nghèo bất khả kháng, huyện tập trung huy động xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ từ huyện đến cơ sở để hỗ trợ thường xuyên, đột xuất cho các hộ đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, chỉ đạo các ngành, đơn vị địa phương tiến hành ra soát, đánh giá thực trạng và phân loại các hộ nghèo bất khả kháng để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả gắn với huy động, lồng ghép và tận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Cụ thể, đối với những hộ có thành viên lao động nhưng chưa có việc làm ổn định, tiến hành hỗ trợ sản xuất phù hợp hoặc kết nối việc làm, tạo điều kiện vay vốn giải quyết việc làm. Đối với hộ sống một mình, còn người thân, tiến hành vận động người thân nhận chăm sóc giúp đỡ. Đối với các hộ người già neo đơn, khuyết tật, trẻ mồ côi, vận động vào các cơ sở bảo trợ xã hội hoặc kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân, hỗ trợ thường xuyên, đột xuất huyện Ngọc Hồi đã và đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2024, đời sống của hộ nghèo Bắc Khả Kháng được cải thiện, đảm bảo hơn tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm dưới 2,5%.